Em xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Em xin giới thiệu em cơ sở bán hàng bên em là ở tại Hà Nội. Đó, số điện thoại đặt hàng của bên em là 0394547221 nhé. Số đấy cũng là số Zalo chính của em, thì các bác có thể add qua Zalo hoặc gọi điện qua Zalo cho em cũng được ạ. Hôm nay em lên chia sẻ đến các bác một cái lô cặp bến rất là đẹp luôn. Là cái lô cặp bến lô cuối cùng, là cái lô ngọc trai trắng các bác nhé, hay còn gọi là bạch ngọc lan hương. Cái lô này của em về đẹp lắm các bác ạ. Về chủ yếu là bạn em bán giá cây giống cho các bác nhé. Còn thì hoa thì tầm này nó cũng là cuối mùa rồi, thì có những chậu thì nó vẫn còn hoa, hoa trên thân luôn các bác nhé, hoa trên giò luôn. Nhưng mà hoa có thể là nó cũng có thể là nó cuối mùa nên là hoa nó cũng có thể tàn. Cũng có những cái chậu thì hoa nó cũng khá là tươi. Đấy, nhưng mà đi vận chuyển cho các bác thì có thể là nó có thể dập, nó có thể héo. Thì cái đấy thì các bác hoan hỉ hộ em nhé. Đó, chủ yếu là em sẽ chia sẻ giá cây giống cho các bác. Đấy, những cái chậu của ngọc trai trắng các bác này, hoa của nó rất là đẹp luôn nhá. Đây này, em có thể lên cho các bác ngắm luôn cái mặt hoa của một giò trên thân luôn này. Đấy, bông của nó rất là sáng luôn. Đấy, trắng tinh luôn các bác nhá. Bông của nó trắng tinh luôn. Mà khuôn bông nó rất là to các bác ạ. Nó không phải là hàng bông bé đâu. Đấy, nó là một dòng địa lan nhá. Địa lan ngọc trai trắng hay còn gọi là bạch ngọc lan hương. Thì em sẽ chia sẻ đến các bác là giá cây giống. Đó, cũng còn một số chậu còn nụ thôi, một hai chậu còn nụ. Còn đâu đa số này nó sẽ là nở hết rồi các bác nhá. Nở hết nhưng mà em sẽ chia sẻ cây giống cho các bác sưu tầm giống ạ. Các bác đặt hàng thì đấy, các bác gọi điện qua cái số em vừa nêu trên. Đó, chia sẻ giá cây giống cho các bác là 220.000 cho một chậu. Giá cực kỳ yêu thương luôn nhá. Hôm nay chia sẻ toàn là hàng chậu size to. Đây ạ, đây các bác nhìn này. Chậu của em toàn chậu to nhiều thân các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm là em sẽ gửi đến các bác là chất cây lá của nó cực kỳ đẹp luôn đây các bác này. Đó, lá to, chậu to, nhiều thân. Đấy, lá chậu to, nhiều lá, nhiều thân nha các bác nhá. Hoa thì nói chung là chậu nào cũng vẫn còn hoa. Đấy, nhưng mà hoa thì nó có thể là nó hơi tàn. Đấy, thì em sẽ chia sẻ cây giống cho các bác. Đấy, 220.000 cho một chậu siêu to. Các phiên trước là em đều bán là 250 đến 300. Đấy, nhưng mà duy nhất cái phiên cuối cùng này, và cũng là lô cuối cùng rồi, không có nó đâu các bác ạ. Đấy, vì tầm này là mua có hoa là chuẩn nhất rồi. Còn khi không có hoa thì nhiều khi là còn bị sai giống, chứ còn đã còn hoa trên thân thì đảm bảo các bác 100% là chuẩn giống nhá. Đó, 220.000 duy nhất cái phiên nip ngày hôm nay, 220.000 cho một chậu siêu to khổng lồ nhá. Đó, bác nào lấy ngọc trai trắng thì chỗ ủng hộ cho em. Nhanh tay đi các bác ạ, vì lô cuối cùng rồi. Thật sự với các bác, em không phải nói sai chứ, ở cái hôm 20 Tết em đi ra chợ Vạn Phúc, đi chợ Xuân ý, họ báo là 1,2 triệu một chậu mà em giật mình luôn các bác ạ. Nhưng mà đúng là họ bán ngoài chợ là giá đấy đấy. Còn cái hôm Tết thì các bác có, hôm Tết thì em không bán chậu nào vì hôm Tết em không về được. Đấy, các nhà vườn khác họ cũng đang bán với giá 600-700 nghìn một chậu này. Vì là cái giống của ngọc trai này nó giá nó rất là cao nhá. Đấy, giống nó rất là cao. Đấy là các cái chậu của ngọc trai trắng nhá. Tiếp theo, em lên cho các bác một cái lô gọi như là cái lô quý hồng, hay còn gọi là Coquilai hay còn gọi là quý hồng các bác nhá. Và toàn bộ cây nào cũng đang có nụ các bác ạ. Cái này năm ngoái em cũng bán nhưng mà năm nay có ít thôi, thì em cũng chia sẻ đến các bác cũng có ít thôi ạ. Nó là một dòng đơn thân lá xếp, hoa của nó rất là thơm các bác nhá. Đây, hoa chụp tại nhà em cho các bác ngắm cây hoa của nó đấy ạ. Hoa của nó thơm lắm các bác ạ, nó thơm kinh khủng luôn. Đấy, chủ yếu là mọi người gọi là quý hồng. Đấy, còn thực ra cái này nó là Coquilai, nhưng mà mọi người hay gọi là quý hồng nhá. Đây, hoa của nó như giò đây, như trên hình em chụp cho các bác tại nhà đấy ạ. Hoa của nó rất là thơm các bác ạ. Hoa của nó rất là thơm nhá. Thơm lắm là thơm luôn. Đó, nó thơm hơn quả quế trắng tháng 8 ấy các bác ạ. Nó thơm hơn cả quế trắng cơ. Đấy, cái dòng này là dòng quế hồng nhá. Thì em đang chia sẻ đến các bác là hàng nuôi vườn và đang có nụ. Để chia sẻ đến các bác, cây nào cũng có nụ luôn nhá. Và em có một chậu cây đôi và chậu cây đơn. Thì bác nào lấy chậu cây đơn thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 cho một chậu. 200.000 cho một chậu cây đơn này. Đấy, cây nào cũng có nụ để cho các bác sưu tầm ạ. Toàn bộ cây nào cũng là hàng đã tuyển rồi nên là cây lá xếp đẹp nhá. Đó, 200.000 cho một chậu cây đơn quế hồng. Và chậu cây đôi em chia sẻ cho các bác với giá là 400. Chậu cây đôi các bác nhá, chậu cây đôi này. Cây nào cũng có nụ, ngồng nụ của nó rất là dài to. Số lượng bông trên một nụ này rất là nhiều, là vì là đây các bác nhìn này. Rất nhiều hạt nhá các bác nhá, rất nhiều hạt trên một cần. Chứ nó không phải là cái hàng bông ngắn đâu, cái này là bông dài các bác nhá, bông dài.
số lượng bông trên một cần rất là nhiều. Đấy, chậu cây đô em chia sẻ 400 và chậu cây đơn em chia sẻ với giá là 200 nhá. Quế hồng, các bác chốt cho em là quế hồng. Đấy, hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Nếu bác nào chưa có thì các bác sưu tầm. À, ưu điểm của cái dòng này nhá các bác nhá. Nó là dòng đơn thân. Đấy, dễ gió, hoa thơm. Đó, và cái dòng này thì đặc điểm, ưu điểm của nó là một năm nở khoảng 3 lần các bác nhá. Một năm nở khoảng 3 lần. Đấy là em đã nuôi rồi là em biết được một năm nó nở khoảng 3 lần ạ. Đó, đấy là quế hồng nhá. Bác nào lấy quế hồng gọi điện qua cho em. Tiếp theo, em có hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo thì em chia sẻ đây cho các bác là có những chậu thì nói chung là đa số là các chậu là vẫn còn nụ còn hoa. Chủ yếu là đang nở các bác nhá, chủ yếu là đang nở. Một số chậu thì cũng vẫn còn nụ. Đấy thì em sẽ chia sẻ giá cây giống cho các bác. Đó, chậu của em là hàng chậu size VIP, size to nhất các bác nhá, size đại ạ. Đây này, em có thể cho các bác ngắm này. Chậu của nó to lắm, to nhiều thân lắm các bác ạ. Đây này. Đó, đây, cho các bác ngắm luôn nhá. Đó, em chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu nhé cả nhà ơi. Các bác chú ý hộ em, vì có những bác bảo là sao giá nó cao hơn 1-2 chục. Cao hơn 1-2 chục, nhưng mà vấn đề là cái chậu này của em nó to. Nó to hơn gấp đôi mọi khi em bán cái loại 250 ạ. Vì là cái size này là cái size hôm Tết em về em bán là 350 cơ. Đấy, nhưng mà bây giờ em sẽ chia sẻ giá cây giống cho các bác là 250.000 nhá. Một chậu của nó rất là nhiều thân. Đó, rất nhiều thân. Đây các bác nhìn cái cần của nó là các bác biết là cái chậu của nó to như nào rồi đấy ạ. Cần của nó thoát đá phải đến 40cm luôn. Đấy, đây là cái cần của nó cao, cao to các bác ạ. Chứ nó không phải là cái loại cần ngắn đâu. Đấy, cái loại bé thì nó là cần ngắn. Cái loại này của em là loại to nhá. Đấy, 250.000 cho một chậu size VIP. Đấy, hoàng kim bảo nhá. Đã nào lấy thì chốt ủng hộ cho em. Tiếp theo, đây, em có nhãn 4N này. Nhãn 4N thì em có là chậu cây đơn, lũa nuôi lâu rồi nhá. Em chia sẻ lũa này với giá là 360.000 cho lũa 1 này. Lũa 2 là giò 2 cây, em chia sẻ với giá là 700. Đấy là hoàng nhãn 4N. Tiếp theo, em chia sẻ đến các bác là các cái mã của ô tiểu thúy. Ô tiểu thúy này thì cũng chia sẻ giá cây giống cho các bác nhá. Vì bây giờ nó cũng là gọi như là tàn hoa rồi. Tán hoa rồi thì em sẽ chia sẻ giống cho các bác. Đấy, mỗi một chậu ô tiểu thúy như này em chia sẻ cho các bác với giá là 230.000. Chậu to nha các bác nhá, chậu to nhiều thân. Đấy, chậu to nhiều thân 230.000 cho một chậu ô tiểu thúy. Cái ô tiểu thúy này năm nay em bán cực kỳ chạy luôn, hoa của nó rất là thơm các bác ạ. Nó thơm lắm là thơm luôn nhá. Đó, cái dòng ô tiểu thúy này là cái Tết năm nay là em bán được nhiều nhất này. Đấy, hoa của nó rất là thơm mà lại dễ trồng. 230.000 cho một chậu nha. Ngoài ra hôm nay em có hương cắt cát. Hương cắt cát hàng vừa mới về, nuôi vườn rất là đẹp luôn, hoa thơm lắm các bác ạ. Cái dòng hương cắt cát này nó là một dòng địa bông to. Nó là một dòng địa bông to, hoa thơm nhá. Đây các bác này, các bác thể ngắm qua cái bông của hương cắt cát này. Hoa của nó bông to hơn rất nhiều các loại địa khác. Đấy, và hoa thì rất là thơm. Hoa của nó rất là thơm các bác nhá. Đó, mà lại còn dễ trồng, phù hợp với nhiều loại thời tiết. Đây ạ, phù hợp với nhiều thời tiết nhá. Đây, bông của hương cắt cát đây. Các bác ngắm qua này. Đó. Bông rất là đẹp luôn các bác nha. Hương cắt cát thì rất nhiều bác hỏi em đấy. Nhưng mà mọi khi không có đâu. Hôm nay mới lại có được đâu khoảng chục chậu để chia sẻ giống đến các bác. Em chia sẻ hương cắt cát với giá là 250.000 cho một chậu nhá. Các chậu của nó cũng đã lên mầm gốc rồi đấy các bác ạ. Nó đang bật mầm gốc rồi. Đấy, em nên có thể ngắm quay kỹ cho các bác xem này. Đây này. Nó đang lên mầm gốc rồi đây này các bác này. Đấy, đấy. Đang lên rất là nhiều mầm gốc nhá. Đây. Đó. Trong kia cũng đang lên mầm gốc kìa. Đó, 250.000 cho một chậu to nhá. 250.000 cho một chậu hương cắt cát loại to là 250 chậu bầu to nhất đấy ạ. Đấy, bác nào lấy hương cắt cát thì ủng hộ cho em. Ngoài ra hôm nay em có thanh ngọc. Thanh ngọc nhá. Thanh ngọc hôm nay em chia sẻ chậu to với giá là 450.000. Đấy, chậu to nhá, hàng của em toàn chậu to thôi. Em hết loại chậu bé rồi. Toàn chậu size VIP, size to, 450.000 cho một chậu nhá. Đấy, một chậu gồm nhiều thân, 450. Và hôm nay có cái lô này thì gọi là đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp nhất, đẹp kinh khủng. Thật sự là các bác nhận cái chậu này thì các bác ngỡ ngàng luôn. Vì nó to gấp 3 lần cái loại mọi khi em bán. Đấy, phải thật sự với các bác là nó to gấp 3 lần mọi khi em bán luôn. Đây em lên cho các bác ngắm cái mặt bông của cái đại mạc cổ lá biên. Đẹp lắm. Đây này, em lên cho các bác ngắm cái mặt hoa. Cái loại này hoa của nó nhìn nó... nó quyến rũ lắm các bác ạ. Cái hoa này nó... đây em đi tìm cái mặt hoa em cho các bác ngắm lại cái mặt bông của nó. Đây.
Đây các bác này, cái bông của nó đây nhá. Các bác có thể lên tác phẩm cho em đây ạ. Đó. Siêu đẹp. Mà cái dòng lá biên này các bác có thể chơi lá quanh năm, đến mùa thì các bác chơi hoa. Đấy, nó một là cũng là một loại rất là dễ trồng các bác ạ. Các bác nhận thật sự là nó một là một chậu siêu to khổng lồ luôn. Cái xa này hôm Tết em còn bán 400 nghìn đấy các bác ạ. Đây này, ui dồi ôi, nó to kinh khủng luôn. Đấy, em chia sẻ cho các bác với giá là 280 nghìn nhá. Bầu size, gọi như là bầu size khổng lồ. Phải gọi là đúng là chất của là khổng lồ luôn nhá. 280 nghìn cho một chậu. Đó, bác nào lấy đại mạc cổ lá biên thì chốt cho em là 280. Đó, số lượng thì cũng rất là nhiều. Các bác có thể sưu tầm về hàng này, em đi nhặt từng tay từng chậu rồi. Chậu to lắm các bác ạ, 280 một chậu nhá. Tiếp theo em có đây chia sẻ quốc sắc thiên hương, giá cây giống cho các bác nhá. Đây quốc sắc thiên hương giá cây giống em chia sẻ với giá là 130.000 cho một chậu. 130.000 cho một chậu quốc sắc thiên hương, hàng cây giống nhá. 130. Đó. Bác nào lấy quốc sắc thiên hương cây giống thì chốt cho em là 130.000. Tiếp theo em có một cái chậu tam màu sắc hoa trắng, bảo hành hoa trọn đời cho các bác luôn nhá. Em sẽ bảo hành trọn đời cho cả nhà luôn. Này các bác yên tâm. Đó, cây này thì là đang một mẹ đẻ một con và hàng em nuôi thuần rất là lâu rồi. Đây vẫn còn cả ngóng hoa cũ này, bảo hành trọn đời hoa rất là thơm nhá. Để bắt đầu lấy cái chậu tam màu sắc hoa trắng mẹ con này thì chốt cho em với giá là 280.000. Chậu này là chậu mẹ con nhá. Đấy, em ghép lên chậu lũa nuôi thuần lâu rồi và đã có hoa rồi tại nhà rồi đấy ạ. 280 cho chậu này một mẹ một con, tam màu sắc hoa trắng. Và em có một cái chậu Korat Koki. Một chậu Korat Koki. Đó, chậu Korat Koki chậu 2 cây này. Em chia sẻ cái chậu Koki này với giá là 350.000 cho cái chậu Korat Koki nhá. Chậu 2 cây, chuẩn Koki giống xưa, giống chuẩn là hoa của nó là hoa tím đậm đấy ạ. Hoa tím đậm đẹp đấy. Đó. 350.000 cho chậu Korat Koki này ạ. Đấy thì các mã này cũng là mã cuối của video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em trong ngày hôm nay nhé. Em xin chào các bác và em hẹn các bác vào những buổi clip tiếp theo. Em xin chào cả nhà.